Một tỷ phú Việt Nam của công ty này đã giàu hơn chủ tịch Phạm Nhật Vượng trên thị trường chứng khoán rồi. Giá cổ phiếu cũng cao hơn cả tập đoàn VinGroup. Thưa quý vị, tại phiên giao dịch mới đây ngày 23 tháng 6, cổ phiếu HPG của công ty tập đoàn Hòa Phát của ông Trần Đình Long cho tới chuỗi tăng không ngừng 4 phiên. Điều đáng nói với giá trị tăng 2,2% lên 25,4% lên 25.400 đồng trên cổ phiếu. Cổ phiếu HPG của Hòa Phát đã tạo nên đỉnh mới trong khoảng thời gian một năm qua. Cùng với đó tài sản của ông Trần Đình Long chủ tịch hội đồng quản trị HPG nhờ việc nắm giữ cổ phiếu HPG cũng đã nâng cao thành 38.514 tỷ đồng. Hiện tại ông Long sở hữu trực tiếp 1.516 triệu cổ phiếu HPG của Hòa Phát. Trong khi đó cổ phiếu VIX của tập đoàn Vingroup lại quay đầu giảm dù chỉ 0,7% nhưng cũng đã khiến cho giá trị tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng giảm còn 35.946 tỷ đồng. Với các thay đổi này, phiên giao dịch thị trường ngày 23 tháng 6 thấy rõ vị thế người giàu nhất thị trường chứng khoán đang nghiêng về phía ông Trần Đình Long của Hòa Phát. Vượt lên trên giá trị cổ phiếu đang xứ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng Trong giai đoạn gần đây, ông Vượng đã phải dùng đến cổ phần để góp vốn thành lập công ty mới Cũng bởi vì thế mà tài sản của ông Vượng giảm bớt Trong giai đoạn tháng 3-2023, Chủ tịch Phạm Nhật Vượng phải dùng hơn 49 triệu cổ phiếu Vích Để từ đó có vốn đưa vào công ty cổ phần di chuyển xanh và thông minh GSM Đây là một công ty đang xây dựng thương hiệu doanh nghiệp rất nổi bật trong thời gian qua